Tìm trong ngày kiếm tài đi ra, kiếm tung ngắn số tang sương mù, kiếm
Việt Nam, con 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 Việt Nam số gì đây mày, gì đây con mấy gì đây mày, gì đây mấy con quỷ này nó kêu xuống quá trời đi thôi, nãy giờ chỉ vô hàng một, không có vô hàng đôi, chưa có vô hàng đôi. Mọi người vỗ tay cũng này giùm em nha.
làm cái lớn ấy chìa gà quay. Tiền bạc như phấn khẩu, nhân nghĩa thợ kim phiền. Ok, xin mời con bé này mày quay trước đi. Ai quay trước? Quay trước. À, nó anh giấu nha. Giấu xuống đây, 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 đây. Giấu lại, giấu, giấu lại. Anh về với kiếm tới cái chi nè các bạn. Hãy nhìn về giữa khán phòng. Cái gì? Số 9 ngày mai tôi quýnh đề. Ngày mai chúng 3 triệu không? Nè cái khúc này cái khúc này, cái khúc này lâu quá rồi nha. Khang cầm tiền đi trốn. Kiếm tới cái chi nè các bạn. Và con vợ chưa bao giờ cho tôi. Nó bắt nhầm một cái số. Hàng đơn vị. Dạ thưa, dạ thưa, vì Hút Lâm Trọng Miss Universe là một con số 1. Và con nhỏ em của tôi nó bắt nhầm con số 4. Nhưng số hàng chục mới quan trọng. Yeah, số hàng chục. À, số hàng chục. Cô vợ tôi là số 51. Còn con đều là số 14. Nhưng đó là giả định. Giả định. Ok. Con vợ tôi góp nhầm con số hơi bị xu. Số 1. 14 và người thắng giải hôm nay được Miss Universe của Đài Loan là 54. Trong cơn lên nào. Cái này quý vị, số 1 và số 54 lên đồ nó có 60 số thôi. Nó cách nhau rất lớn anh chị ạ. Quá hay. Em xin phép vợ là số